Rồi em chào mọi người nha. Thì chào mừng tất cả mọi người đã quay lại kênh YouTube của em. Thì hôm nay thì em cũng một chuyến đi thâu cá mọi người. Thì bé Huyết mà trên màn hình mọi người thấy á, là bé này là hồi trước là em bán cho chú khách ha. Ở này thì em sẽ hỗ trợ em thâu lại. Thì bé này bán được mấy tháng rồi mọi người. Đó mọi người thấy thì cá phát triển rất là tốt ha. Phải nói là chú nuôi rất là mát tay luôn. Thì size bé này bây giờ chắc tầm khoảng 46-47 cm đó mọi người. Đó, cá rất là sung chuẩn chỉ luôn ha. Màu phát triển phải nói là cực kỳ tốt luôn. Ánh kim là leo lưng luôn mọi người, mặc dù là nuôi phong đen ha. Thì kế bên cũng có một bé bối đó nè, mà bé này thì nói chung là có khách chốt rồi nên em chỉ quay sơ thôi ha mọi người. Đây thì em cũng mới đóng xong hai bé cá nè mọi người. Đó, bé bối thì được cái là bốn số mà đầu nổ vàng ha. Thì tí em sẽ thả ra em quay kỹ hơn cho mọi người xem nha. Thì clip này em cũng xin phép mọi người là em lên thêm một số bé cá hiện đang có mặt nhà em luôn. Đó, các bé này là em giao lưu nâng cấp về nha mọi người. Giá nó cũng rất là êm luôn. Thì bé đầu tiên, bé này là size tầm khoảng 36 mọi người. Ở body đuôi càng ha. Màu phát triển của nó là rất là tốt luôn. Má lên là hầu như là full cam hết mọi người. Viền vảy đồ cũng leo rất là cao ha. Ở bé này thì được, nó bị lỗi tí là hơi dư môi thôi. Anh em nào mà ưng thì em sẽ chia sẻ lại cho mình với số lúa là 7 củ nha. Lúa rất là êm luôn mọi người. Càng dài đuôi tam hóa rất là khích luôn. Đây, bé cá này là bé bối, bé cá hồi nãy mà em bắt bên nhà khách nè. Đó, body cũng rất là đẹp luôn nè. Đầu siêu muỗng nè, mắt một cái nó là khích rịch luôn mọi người. Càng dài đuôi tam hóa rất là to khích ha. Hậu nở nữa. Đặc biệt là bé này phải nói là màu của nó là cực kỳ khiếp luôn mọi người. Đỏ mà kiểu đỏ ớt á. Đỏ rất là đậm luôn. Đó, bé này thì muốn chia sẻ là cho anh em mình với số là 14 củ ha. Cá chuẩn chỉ là không lỗ nhỏ nha mọi người. Thì để em quay xa cho người xem sự khác biệt giữa hai con ha. Đó, màu là không chỉnh sửa luôn. Thì cái nước em còn tay cha nên nó đỏ đỏ xíu nhưng mọi người thông cảm nha. Clip này sẽ cố gắng là em quay liên tục luôn, em sẽ không hạn chế cắt nha mọi người. Đó, anh em mình có thể tham khảo một cách khách quan nhất ha. Thì bé kế bên cũng là một bé Huyết mọi người. Size bé này tầm khoảng 53-55 cm ha. Mắt môi là chuẩn chỉ luôn, rất là khích nè. Đó, càng dài đuôi tam hóa rất là to ha. Thì bé này hồi trước nó mới về mọi người, nó nhảy ra khỏi hồ á, nên thì nó bị rớt mấy cái vảy trên lưng á. Thì cái này nó ra lại chắc khoảng được 90% rồi mọi người. Cái này đang chờ ra màu thôi. Đó, tầm 2-3 tháng nữa sẽ lên màu lại ha. Thì cá là em bao ăn uống là ngon lành khỏe mạnh ha. Đó, cá nói chung là nó bị lỗi nhẹ thôi. Vảy thì nó cũng không có quá là nghiêm trọng đâu mọi người. Đặc biệt là vảy lưng nữa. Thì anh em nào mà ưng bé này em sẽ chia sẻ là cho một số lúa rất là êm ha. Đó, bé này thì em muốn chia sẻ là cho anh em mình với số là 12 củ. Anh em nào ưng cứ liên hệ với em nha. Rồi ok, thì kế bên cũng có một bé Huyết size khoảng 20-22 mọi người. Đó, bé này cũng là đuôi càng nè. Bé này thì em muốn chia sẻ là cho anh em mình với số là 6.8 nha. Thì bé này chuẩn chỉ hết nha mọi người. Đó, đầu móc nè. Càng dài đuôi rất là khích ha, đuôi rất là to luôn, hậu nở nè. Đặc biệt là râu rất là dài luôn mọi người. Ăn uống phải nói là cái nết ăn của bé này phải nói là cực kỳ sung luôn. Đó, do cái hổi luồng của em nó hơi mạnh á nên mọi người thấy thì cá nó kiểu nó bơi nó không có được thoải mái lắm ha, tại vì cái hổi luồng xuống hơi mạnh đó mọi người. 6.8 thôi, anh em nào ưng cứ liên hệ với em. Rồi ok, cũng có bé kế bên một bé đuôi càng nè. Bé này size tầm khoảng 50 mọi người. Đó, bé này thì cái nết ăn của nó phải nói là cực kỳ khiếp luôn. Đó, hạ dế xuống là nó phóng nó giật liền mọi người. Thì hồ em đang ngăn đôi á nên mọi người thấy thì nó cũng không có được bung lắm ha. Nhưng mà đuôi càng bé này anh em nhìn ở ngoài nói chung là rất là đã luôn. Thì bé này về cái phần màu sắc thì em thấy cũng đang phát triển rất là tốt ha. Đó, anh em mình về mình cứ chơi body trước đi. Cá thì Huyết Long mà nó lớn thì nó tự động nó sẽ lên màu ha. Đó, cái vấn đề này anh em mình không cần phải lo. Thì bé này thì muốn chia sẻ là cho anh em mình với số là 15 củ nha. Đó, body rất là đẹp mọi người. Bé này nhìn ở ngoài nó phơi hơn nhiều ha. Đầu muỗng mắt môi rất là chuẩn chỉ, rất là khít luôn. Càng móc nè. Đó, đuôi rất là khít luôn ha. Hậu nở nè. Nói chung là rất là đều cá luôn mọi người. Rồi để em lấy cái đèn, để em xíu em lấy cái đèn em quay ở trên hồ trên ha. Tại vì hồ nhà em thì nó hơi kẹt đèn xíu, nó không có đủ đèn mọi người. Đây, cây margin ha. Đó thì lý do mà em hạn chế là em quay đèn ngang, tại vì quay đèn ngang á nó cũng hơi ảo con cá xíu mọi người.
Ở những bé mà quay em á, em quay thì em sẽ quay từ trên nóc xuống ha, đó để nhìn được một cách khách quan nhất luôn. Thì bé này cũng là một bé huyết long luôn, size tầm khoảng 53 mọi người. Đó, bé này thì nói chung là em cũng thâu khách về nên là giá cũng mềm lắm. Bé này là em muốn chia sẻ cho anh em mình với số là 12 củ năm nha. Thì bé này về cái phần mắt môi đuôi càng á là không một lỗ nhỏ nha mọi người. Đó, mắt môi là rất là sát, rất là khít luôn. Càng dài nè, đuôi rất là to ha. Đó, hồ thì cũng ngăn thì nó cũng không được bung lắm. Đó, nhưng mà cá nói chung là rất là ok, rất là sung luôn. Trừ cái việc nó bị rớt mấy cái vảy thôi mọi người. Và vảy này nó cũng nằm dưới bụng á nên nó cũng không sao ha. Đây, thì em cũng có một bé em giao lưu về nè. Bé này size cũng khoảng 48 mọi người. Thì hồi trước bé này thì anh khách anh nuôi anh mua tới 20 mấy triệu luôn. Nhưng mà thật ra thì nếu mà em bán á thì cái giá trị nó sẽ không tới đó ha. Thì bé này thì anh em nào ưng thì liên hệ với em muốn chia sẻ là 12 củ năm luôn nha. Đó, bé đuôi càng, đầu muỗng nè, mắt môi là chuẩn chỉ ha. Đó, râu dài nè, đuôi tấm chưa, đuôi tam hoa cũng rất là thích á. Đó, màu sắc cũng rất là tốt luôn, 12 củ năm nha. Thì kế bên là một bé huyết, bé này thì em thanh lý giùm khách ha, cũng là đuôi càng luôn mọi người. Bé này là 12 củ nha. Đó, càng dài sọc nè, đuôi rất là to luôn. Trừ việc là nó mới về nó chưa được bung lắm đâu mọi người, nhưng mà cá anh em mình nhìn sơ mình có thấy là đuôi càng rất là to ha. Đầu muỗng mắt môi chuẩn chỉ luôn. Bé này là 12 củ nha anh em, màu sắc lên khá là tốt luôn ha. Rồi ok, sang bé tiếp theo. Thì bé này là size 60 mọi người, 60 62 á. Thì bé này hồi trước là em bán 22 củ ha. Nhưng mà giờ thì nói chung là nó một cái nó bị lỗi rồi, nó bị hư một bên mắt mọi người. Đó, mắt này là ok nè mọi người. Đó, mắt này còn nhìn thấy được ha. Nhưng mà mắt bên đây nè, đó, mắt này nó bị hư rồi mọi người. Nói chung là bé này mà nó không có bị cái lỗ này, nó là một siêu phẩm luôn. Đầu siêu muỗng mọi người, body rất là đẹp luôn ha. Đó, màu sắc là rất là tốt luôn. Thì bé này anh em mình về nuôi cộng đồng hoặc là thả hồ cá coi đều được ha. Đó, bé này thì muốn chia sẻ anh em mình với số là 5 củ thôi. Ăn được mùa nổi mùa chìm luôn nha mọi người. Rồi, bé này là bé siêu phẩm trong ngày nè. Thì bé này là một bé huyết size khoảng 58-60 mọi người. Body ngắn ha, bảng dày rất là to luôn. Thì bé này được cái là màu sắc là cũng rất là tốt nè. Màu với đỏ, kiểu đỏ ớt đó mọi người. Đó, đỏ ớt chứ không phải là đỏ cam, đỏ thường đâu ha. Anh em nào mà nuôi bông trắng thì chắc rất là thích mấy bé giống vậy ha. Tại vì màu nó rất là tốt luôn. Đó, body với nó là rất là mập, nhìn rất là lực luôn mọi người. Càng dài đuôi rất là to, rất là khít ha. Mắt môi là sát rạc nè, đầu siêu muỗng luôn. Đó, mắt môi rất là đẹp luôn mọi người. Giờ mà kiếm được những cái con cá lớn á mà chuẩn chỉ như vậy với nó là rất là khó ha. Hoặc là nếu mà có thì cái giá thành của nó là tương đối là cao ha. Nhưng mà riêng em á thì em sẽ để anh em mình số lúa là tương đối dễ chơi thôi. Thì bé này thì muốn chia sẻ anh em mình là 25 củ nha. Thì bên em có nhận giao lưu cho đổi nâng cấp các loại nha mọi người. Anh em nào mà mình muốn mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ trực tiếp với em ha, hoặc qua số điện thoại Zalo em để góc trái màn hình như mọi khi nha mọi người. Rồi ok, clip em thì chắc cũng xin tạm dừng ở đây luôn. Thì anh em nào mà mình yêu quý em á có thể cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha. Ở đây em có thêm động lực để em ra thêm nhiều video nữa. Rồi thì cũng cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp mọi người clip sau. Bye bye.